Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Long rất vui khi chúng ta lại có cơ hội được gặp lại nhau trong gian bếp của Love Cuisine, hướng dẫn những món ăn cực kỳ đơn giản và cũng đúng với lại ba tiêu chí mà chúng ta hướng tới. Đó chính là chi phí thấp, nguyên liệu dễ tìm và đặc biệt là bồi bổ cho sức khỏe. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến món ăn của ngày hôm nay. Đó chính là món đùi vịt áp chảo và ăn kèm chung với lại sốt tương đậu. Đầu tiên là nguyên liệu chính thì không thể thiếu, đó chính là đùi vịt gốc tư. Cái thành phần nguyên liệu thứ hai đó chính là tương hồn đã được làm sẵn nè. Và những cái thành phần bổ sung gồm có đó chính là ngũ vị hương, bột nghệ, các loại rau thơm, nguyên liệu để tăng thêm cái mùi thơm, hành tím, tỏi và gừng, nước cốt dừa, dầu hào, gia vị nêm nếm gồm có muối, tiêu, một chút xíu nước mắm. We'll be right back.
Quý vị có thể thấy là chúng ta đã thực hiện được món ăn này trong thời gian tương đối là cũng không quá lâu. Và cũng như là cái cách thức thực hiện mà nãy giờ Long chia sẻ thì là tương đối rất là dễ dàng. Thực ra là món ăn này chỉ dưới 50 ngàn thôi. Đang trong cái mùa dịch thì món ăn này cũng sẽ giúp cho chúng ta tăng cường được cái hệ miễn dịch và chống được những cái vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể của mình. Cái phần cơm Long không nêm gia vị vào mà nó chỉ là có nước cốt dừa cộng với chung một chút xíu mỡ hành, thì cơm của chúng ta nó vị nó hơi lạc, tuy nhiên là có chút xíu béo của phần nước cốt dừa và cái vị thơm từ mỡ hành, và khi kết hợp chung với lại cái phần thịt vịt vừa ăn đó, cho cảm giác rất là hòa quyện. Đối với lại những cái phần cơm nấm đó, thì mình thích là sử dụng một cái bao tay, chúng ta cho ngay luôn cái phần cơm này vào, và chúng ta có thể cho luôn cái thùng thịt vịt vào đây, các loại rau thơm, chan một ít sốt vào đây. Và đối với bản thân của Long thì Long vẫn thích cái kiểu ăn này hơn. Nếu như các bạn là những người yêu thích ẩm thực và cũng như là yêu thích nấu ăn tại gia đình, yêu thích những cái món ăn mà Long đã thực hiện và chia sẻ trong những video clip gần đây, thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube Love Cuisine cũng như là fanpage Love Foodie trên Facebook để được cập nhật những cái thông báo và những cái món ăn mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.